Dạ em chào anh Ánh trước tiên Rồi, nha. chào chú Dạ nha. À. dạ anh Ánh em biết anh Ánh xài nhiều cái sản phẩm của Sago rồi đó. Rồi, Dạ thì anh biết cảm ơn. em ghé lại hỏi thăm anh Ánh một số cái kỹ thuật và nhận định sau khi mình xài Sago á. Dạ anh Ánh mình địa chỉ mình cụ thể là ở đâu anh? Dạ, tôi giới thiệu với công ty là tôi là Nguyễn Văn Ánh. Dạ. Ở đây, đất dãy ở đây là thuộc buôn Rông A, Dạ. xã Ea Rông, Cà Rông Bách, Đắk Lắk. À dạ. Đó thì thật sự nói là cái đợt đấy là tôi gặp chú đó, thì Dạ. trên tinh thần là tôi cũng thấy cái Sago thì tôi cũng mới đầu tiên thì tôi xài thử, Dạ. nhưng mà tôi xài thử một hai lần thì tôi thấy nó hiệu quả quá. Cái Dạ. thứ hai nữa là cái bộ lá nó đẹp quá, già Dạ. quá mà nó lại đẹp. Nhưng mà nói vậy thôi chứ mình không có nghiêng về là cái Dạ. amino, nhưng mà chắc chắn là mình cái phân gốc nọ kia này khác là mình Dạ. phải chuẩn. Nó Dạ. no ở trên, nó no ở dưới thì nó mới phát triển mạnh. Dạ đúng À, anh. như thực tế là bây giờ đó các chú thấy đó, cái vườn của tôi đó Dạ. không cháy một một lá nào hết đây nha. Dạ. Lá tầng tầng lớp lớp thế này. Dạ. Mà cái cành chân của tôi giữ được thế này thì thật sự nói là rất cảm ơn công ty Sago Dạ. đã cho ra một cái loại thuốc là tôi xài, là thật sự nói là tôi cảm thấy nó vừa lòng. Dạ. Thì Thì cũng mong muốn làm sao mà công ty Sago là cố gắng là hỗ trợ cho về cái vấn đề là làm bông làm trái. Dạ. Thì anh Ánh là mới xài Sago cái đợt làm cơi này thôi. Dạ về làm bông làm trái thì chưa có xài qua bao giờ, mới cái Đúng làm cơi rồi. này thôi. Dạ thì Đó. bây giờ em hỏi thăm là cái mình bơm á, mình bơm lần gần nhất là mình bơm cái amino tinh khiết này đúng không anh? Đúng rồi. Dạ lần gần nhất mình bơm amino tinh khiết thì cái những cái lần trước thì mình bơm cặp đôi cái amino với lại chai ultra, Đúng là rồi. mình bơm cặp đôi. Thì một cặp đôi đó anh bơm bao nhiêu lít anh? Một cặp đôi đấy là nếu như mà bây giờ mà những vườn nào mà chưa xài á Dạ. thì ta nên dùng là một bộ đôi đấy là ta chỉ xài 400 thôi. À Đó là dạ. lần đầu. À lần đầu. Lần hai cũng được. Dạ. Còn nếu như lần ba đã lần ba rồi thì ta À. nên xài lên thành là 600, À thành dạ. 3 phi để Dạ. cho nó giảm cái chi phí cho người nông dân đi. À vậy là thì những cái lần sau là mình giảm cái liều nó ra để Đúng nó rồi, giảm cái chi phí. mình giảm Dạ. lượng ra. Đó, chứ mình không cần phải là cái lượng như vậy nữa. Dạ. Đó. Thì bữa nay là cuối tháng 11 âm rồi, gần Đúng tháng 12 rồi thì rồi. cái cơ đồ mình nó cũng đang đang đi cũng gần như gần gần hoàn thiện Cũng rồi. cũng cũng gần hoàn thiện Dạ đấy cũng gần hoàn ạ. À, thiện rồi, chuẩn cũng bị gần mình hoàn vô làm thiện. bông rồi. Thì À. gần nhất là anh bơm cái amino tinh khiết này không? Dạ thì anh thấy cái bảng lá của nó thì như thế nào anh, so với các cái vụ trước á mình làm á, thì cái cơi mới hay là cái bảng lá sau khi mà mình phun amino thì nó như thế nào? Rồi à, thế này các chú này, thật sự Dạ. nói là từ cái khi mà tôi xài cái thuốc của Sago á, Dạ. cái thứ nhất là cái lá nó to hơn, Dạ. dài hơn, mà nó có một cái hay một cái là mở hẳn ra giống như bàn tay thế này, À nó giống mở như lên vậy mở là 5 hẳn ít ra. À. đó. Chứ còn nếu như xài như cái loại khác là mở nhưng mà vẫn là mo 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 lá lại À. đó. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là về cái nách đây, tôi nói thực tế À đây về cái nách. đó, về cái nách. Nếu như mà dùng những cái thứ khác là nó chỉ ra mỗi cái đòn này thôi, cái À nách nó dạ. không ra. Nhưng Dạ. bây giờ thực tế là bây giờ đây cái nách của tôi vẫn là được 3 lá đó, Dạ. do vậy là cái cây đảm bảo là sẽ đúng bộ lá. Đây các chú thấy Dạ. này, cái nách chúng ta cỡ này, cái nách nó cũng không thua gì ngọn đó. Dạ. Cho nên là nó có cái hay cái chỗ đấy. Đây tôi nói ngay trong này, đây này, lá thế này mà nách thế này thôi đây, Dạ. nhưng gọi là trên nó ra luôn chứ không phải là có mắt ngủ là nó ra. Cho nên là Nói rất chung cảm được. ơn Sago. Dạ, được một cái là nó đi đều hết toàn cây đúng không anh? Đúng, nó Từ đi đều. trên với Đúng rồi. lại dưới dưới là nó đi, và đặc biệt là Đúng cái rồi. đoạn nách, nó đi Đúng đoạn rồi. nách. Nó Cả đi cái đoạn đi nách, đoạn nách nó rất là quan trọng. đoạn nách Dạ. rất mạnh Dạ, đó, đi nhưng đoạn nách mà rất là quan cây trọng rồi. nhiều hay không đó là do đoạn nách chết. Đây các Dạ chú đúng thấy, rồi. đây chú quay vào đây của chú đây, Dạ. cái thực tế đây tôi nói đây, Dạ. mà mạnh như cái mức độ là cái đọt này nó cũng chui đầu nó ra đúng Dạ. không, nhưng còn nếu như các loại khác làm gì có cái đọt này. Dạ. Tôi nói thực tế là nó Mình đi một số cây ở đây coi thử anh Ánh. À đây em ở đây là mình bao nhiêu gốc hết anh Ánh? nhà của tôi ở đây được 100 gốc với chú, 100 gốc. Dạ một anh trăm thấy gốc mà thôi. đều hết cái Rồi dàn đây lá, nhìn đều ghê. này, chú nhìn nó cái dàn lá thế này thôi Này cái cơi đó. mới nó Đây ra mà đây thấy cái bảng lá nó hết đó, rồi, cái bảng lá nó bằng cái chai thuốc luôn rồi. đúng không, Cơi nó mới có ra rất là cái bự. nó mở là mở hết luôn, hay mở hết Dạ. cỡ. Đây là chưa chưa mở hết đó, chứ còn khi mà lá lụa là mở y như bàn tay luôn. Dạ. Nên là tôi thích là thích ở chỗ đấy, Dạ. mà nó không có bao giờ bị cháy lá cháy liếc gì cả. À dạ. Đó, nên là nhìn nó sướng này, cái đọt nó ra cỡ này thì tôi nói dễ Này. gì mà có cái dòng thuốc mà để cái đọt nó ra là thế này Quan trọng là cái đọt nách đó, cái đọt nó nách đi ra đó, đây nhiều đây tôi ha. nói Đây. chứ đọt chưa đi mà đọt nách nó đã ra thế này Dạ. rồi. Đây.
Này chú thấy đó, lần này tôi nói làm sao mà người nông dân không thích. Nhìn cái dàn cây nó, nhìn cái dàn cây bảo đảm với chú là nó đủ lực để làm bông. Anh Bơm thấy cái chất thuốc của amino này, anh để ý nó thấy như thế nào? Cái chất thuốc của amino thật sự nói là nó y như là mật ong vậy đó. Vàng 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 y mật ong, mà nó vàng là vàng ống. Dạ. Đó, mình đổ ra là nó vàng vàng ống. Chú thấy không? Này cái amino tinh khiết nó đây. Đó đúng rồi, đó nó vàng ống giống như mật ong. Dạ. Cái này mà nói thật với bà con nhé, để mà gần cái ly mật ong là không biết là cái ly nào ly mật ong, ly nào ly thuốc đó. Dạ. Thì cái này nó của tập đoàn Desincode của Pháp người ta làm á. Đúng rồi. Thì theo chuẩn của Amino châu Âu. Dạ, này nó theo công nghệ là thủy phân không biến tính. Đúng rồi. Nó dùng enzyme để mà nó tách cái amino này ra và nó giữ nguyên cái tính chất của amino không bị đứt gãy. Cho nên mình xài nó rất là đạt. Dạ, và đầy đủ 19 loại amino trong này. Trong này nó có những amino nó giúp cho cây trồng vượt qua cái giai đoạn lạnh này nè. Đúng rồi. Dạ, nó ok. Dạ. Đó, đặc biệt nói như chú đó, bây giờ chú nói thì tôi mới nhớ. Dạ. Thì đặc biệt báo cáo với bà con là nếu như mà dùng các loại khác á, dạ, cái thời tiết lạnh như thế này á thì nó sẽ gần như cái dạng là nằm im. Dạ. Tại chỗ. Dạ. Còn nó chờ thời tiết nắng ấm bắt đầu nó mới lên. Nhưng mà cái này á là không, nó không nằm im nhưng nó vẫn đi nhưng mà đi chậm. Dạ. Và khi nắng ấm thì nó lại đi nhanh. Nó mở lá nhanh. Nó vẫn giúp cho cái đoạn nó đi. Đúng rồi, đó. Nhưng mà đi chậm hơn là thời tiết nắng nóng. Dạ. Đó, còn nếu như mà được thời tiết, thời tiết ủng hộ thì nó lại đi nhanh hơn. Nhưng mà nó được hơn mấy sản phẩm khác là những sản phẩm nó khó thời tiết lạnh là cây thường nó đứng. Đúng rồi, đó. Nếu như xài các cái sản phẩm khác là lạnh là nó đứng lại. Nhưng mà đây nó không đứng, nhưng mà nó chỉ đi chậm hơn là so với lại thời tiết nắng ấm. Cho nên là bà con cứ yên tâm mà xài. Thực tế là tôi xài đây. Báo cáo với bà con là tôi xài là tôi mới xài hôm qua là lần thứ 5 mà bây giờ này. Bóng lưỡng thế này. Đó, bà con thấy là mặt trước mặt sau rất thích. Và cái giò lá này tôi bảo đảm với bà con là tôi vào là làm bông là tôi ok liền. Này và làm bông là mình tự tin ha. Đúng rồi, mình với lại những cái amino tinh khiết này nó là phân bón lá sinh học nữa. Đúng cho rồi. Nên mình xài nó cũng an toàn cho cây trồng với con người. Dạ. An toàn. Nên là bà con cứ yên tâm mà xài không. Cái này ngoài cái giai đoạn tạo cơ này anh đánh thì cái amino tinh khiết này dùng để mà thứ nhất là mình những cái cây trồng mà bị ngộ độc á, thì nó giải độc cũng rất là hay. Đúng. Với lại những cái giai đoạn mà rước mắc cua nè, rước mắc cua nha, sau này mà ví dụ như mình tạo mầm xong mà có mắc cua bắt đầu mà nó nhú cỡ 2-3 phân vậy đó, bắt đầu mình dùng cái này mình rước mắc cua. Có tổng có thể cộng thêm với cái Mexico hoặc là cái Ultra để mình rước mắc cua. Xong rồi những giai đoạn mà nuôi bông này hoặc là giai đoạn bắt đầu chạy trái nhanh tròn trái á, thì dùng cái amino tinh khiết này nó cũng rất là đạt. Nó giúp cho trái rất là tròn và lớn rất là đồng đều. Dạ. Còn cái giai đoạn lên cơm cũng có thể kết hợp với kali trong biển nữa ha. Đúng rồi, đó. Cho nên là cũng mong muốn làm sao là Sago là cứ cung cấp được những cái loại thuốc mà nó có cái hiệu quả thế này, thì thật sự nói là đây cũng là bước vọt mới của ngành nông nghiệp đây. Và báo bà con là như vậy. Cái này nó nhập nguyên đai nguyên kiện của Pháp luôn đó. Cho nên mình xài nó an toàn, nó với lại nó đảm bảo được cái nguồn gốc của cái amino, cho nên mình xài nó ok lắm. Thì em cảm ơn anh Ánh nhiều. Thì bây giờ sắp tới mình nó ok rồi đó, thì vài bữa nó bắt đầu nó lụa thì mình tiến hành mình làm bông thôi. Đúng rồi. Dạ rồi tụi em cũng sẽ theo anh Ánh nhiều để mà làm bông. Có cái gì đấy thì tôi cũng thường xuyên cập nhật bằng hình ảnh, gọi là bằng tin nhắn, bằng hình ảnh lên qua Zalo. Thì có cái gì đấy cũng rất mong là công ty là ủng hộ tư vấn thêm cái kỹ thuật. Nhưng còn báo cáo bà con là tôi không có xài một cái loại nào khác hết. Tôi chỉ xài Sago và kèm theo sau rầy, kèm sau rầy. Nhưng mà đặc biệt là ở dưới là bà con phải cho ăn cho no. Đúng rồi, gốc nó vẫn quan trọng. Quan trọng nhất là cái gốc là phải cho no. Thì ở trên bà con xử lý mới ok được. Cái bảng lá ra, cái bảng lá nhìn đã ha. Thế cho nên tôi nói chú đó, trên xe tôi đã nói là bây giờ tôi không dám nói với chú là bây giờ tôi nhìn anh nào xài, tôi nhìn cái bộ lá tôi biết xài. Nhìn bộ lá là cứ biết xài Sago hay không. Xài Sago rồi. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nghe. Dạ rồi, cái gì nữa. Cảm ơn công ty nha. Dạ, tiếp tục.